Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan tại các địa phương gồm thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Cần Thơ, Kiên Giang, yêu cầu siết chặt cửa ngõ trên không khi ma túy, tiền tệ, hàng cấm đang sắp tay vào Việt Nam. Trong đó, lực lượng chức năng tập trung vào các mặt hàng trọng điểm như vũ khí, ma túy, chất nổ, động vật hoang dã quý hiếm, hàng cấm, rượu, tiền tệ, vàng, thuốc lá. Các mặt hàng tân dược, mỹ phẩm, đồ điện tử, hàng tiêu dùng đã qua sử dụng. Các loại hàng hóa khác có giá trị cao, hành lý, hàng ký gửi, chuyển phát nhanh qua biếu phi mậu dịch, qua các tuyến bay quốc tế đến từ các quốc gia thuộc châu Âu, Đức, Hà Lan, tiếp khắc Thổ Nhĩ Kỳ, Bỉ, Pháp, châu Á, Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Mỹ, Canada, Hoa Kỳ và châu Úc về Việt Nam. Tổng cục Hải quan yêu cầu kiểm tra kiểm soát đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo loại hình, hàng hóa là quà biếu, quà tặng, hành lý cá nhân của người nhập cảnh gửi theo vận đơn, hàng hóa mang theo người nhập cảnh vượt tiêu chuẩn miễn thuế, đặc biệt là tại sân bay quốc tế Nội Bài Hà Nội và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Chiều ngày 25 tháng 5, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, chiến sĩ đồn biên phòng Xẻo Nhào, đóng tại huyện An Minh, đã kịp thời cứu 4 người trên một xà lan chở 200 tấn đá bị chìm gần cửa biển, đưa vào bờ an toàn. Hiện sức khỏe tinh thần của 4 nạn nhân đều ổn định. Trước đó, vào chiều ngày 24 tháng 5, sau khi nhận tin báo có xà lan gặp nạn tại trạm kiểm soát biên phòng Kim Quy, Ban Chỉ huy đồn biên phòng Xẻo Nhào đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ trưng dụng tàu cá của ông Đặng Văn Hồng là ngư dân địa phương ra ứng cứu. Sau hơn 2 giờ cứu hộ cứu nạn, các chiến sĩ đã cứu kịp thời 4 nạn nhân, đưa vào bờ an toàn. Ngày 25 tháng 5, Tòa án Nhân dân huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đã tuyên phạt 7 năm tù đối với ông Phan Mạnh Chi, phóng viên tạp chí người cao tuổi, về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo kết luận điều tra của cơ quan công an huyện Minh Hóa, đầu năm 2022, Phan Mạnh Chi sinh năm 1980, trú thôn Tân Bình, xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa. Sau khi biết ông Đinh Tiến Dũng sinh năm 1980, trú tại tiểu khu Đồng Văn, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, đang được các cơ quan có thẩm quyền xem xét để bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuyên Hóa, Chi đã tiếp cận ông Dũng. Chi thông báo ông Đinh Tiến Dũng có một số sai phạm về đất đai. Trong khoảng thời gian từ ngày 27 tháng 4 năm 2022 đến ngày 11 tháng 5 năm 2022, Chi đã chủ động điện thoại và hẹn gặp để trao đổi và có những lời nói đe dọa uy hiếp tinh thần đối với ông Dũng nhằm chiếm đoạt số tiền 300 triệu đồng để không viết bài. Ngày 25 tháng 5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ phương tiện và tang vật hơn 23 mét khối gỗ để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, tối ngày 23 tháng 5, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh phát hiện xe đầu kéo 43C-23429 kéo theo rơ móc 43R-02667 do tài xế Lê Anh Dũng sinh năm 1972, ngụ quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng điều khiển. Lưu thông tại khu vực làng O, xã biên giới Yo, huyện Yrai, có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra, các trinh sát phát hiện trên xe chở 23 lóng gỗ cơ nia, khối lượng hơn 23 mét khối, tài xế không xuất trình được các giấy tờ hợp pháp liên quan đến số gỗ trên. Phối hợp với các đơn vị chức năng mở rộng kiểm tra khu vực lân cận, Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện thêm nhiều lóng gỗ cơ nia dài khoảng 1 mét nằm rải rác trong rừng cao su, khối lượng khoảng 20 mét khối. Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành điều tra làm rõ. Liên quan đến vụ tai nạn giao thông ngày 19 tháng 5 vừa qua tại thành phố Tịnh Tây, Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, ngày 25 tháng 5, Bộ Ngoại giao cho biết cơ quan chức năng Trung Quốc vừa thông báo có thêm 2 nạn nhân mang giấy tờ Việt Nam tử vong trong vụ tai nạn, nâng tổng số nạn nhân người Việt lên 13 người, trong đó 11 người thiệt mạng và 2 người bị thương. Ngay sau khi nhận được thông tin trên, Bộ Ngoại giao đã khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước, tiến hành xác minh nhân thân các nạn nhân để kịp thời triển khai các thủ tục cần thiết về hậu sự. Bộ Ngoại giao chỉ đạo Cục Lãnh sự và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh tiếp tục theo dõi sát vụ việc, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại và cơ quan trong nước, hướng dẫn và hỗ trợ gia đình các nạn nhân sớm đưa thi hài các nạn nhân về nước,
triển khai công tác bảo hộ công dân cần thiết để hai công dân bị thương sớm về nước. Ngày 25 tháng 5, Sở Du lịch Quảng Ninh đã cảnh báo về việc một số cá nhân đơn vị đang sử dụng hình ảnh không có thật về một khách sạn được xây dựng trong núi đá giữa Vịnh Hạ Long để chào bán tour combo du lịch Vịnh Hạ Long. Các hình ảnh thiết kế khách sạn có tên Fantasy Hạ Long Bay. Theo phối cảnh 3D, khách sạn này có vị thế lưng tựa núi, nằm bên trong vùng lõi của di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Một số bức ảnh phòng khách sạn cho thấy, du khách có thể ngắm toàn cảnh vịnh nhờ thiết kế cửa kính 360 độ. Tại tầng 5 của khách sạn còn có một hồ bơi lớn. Một số bức ảnh khác cho thấy thiết kế sử dụng các tảng đá nhũ bên trong núi đang xen không gian khu nghỉ dưỡng. Với thiết kế ấn tượng độc đáo, hình ảnh về khách sạn đẹp siêu thực giữa Vịnh Hạ Long này được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, kèm theo nhiều bình luận. Thậm chí nhiều người đã chủ động nhắn hỏi địa chỉ, giá phòng, like và chia sẻ bài viết trên trang cá nhân và các hội nhóm. Trước thông tin trên, đại diện ban quản lý Vịnh Hạ Long khẳng định không có một khách sạn hoành tráng nào được xây dựng tồn tại giữa Vịnh Hạ Long như nhiều bài viết chia sẻ trên mạng xã hội. Do đó, du khách không nên tin, chia sẻ các thông tin sai lệch trên, đồng thời cần hết sức cẩn trọng để tránh bị lừa đảo.